kính chào tất cả các bạn đã ghé lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình vừa mới nhận được cái gói hàng Dubix của shop Ngọc Thịnh Dubix Shop. Thì bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn cùng xem nha. Để coi nó có được cái nào. Đây là ba cái đế mô du. À, đây Dubix Ngọc Thịnh Shop. Đó. Thì đây là ba em. Đó. 3 x 3, 2 x 2 và 4 x 4. Thì giờ mình sẽ khui từng em ra nha. Rồi, giờ khui 2 x 2 ra trước. Lông vô làm cái gì? Rồi, để mở cái em 2 x 2 này ra coi là có gì trong nha. À, trong đây có đế nữa. Đã được tặng ba cái đế rồi, trong đây còn cho thêm cái đế nữa. À, đây là cái hộp phụ kiện. Phụ kiện nó có cái gì? À, đây một cái thẻ. Rồi, nó chỉ có con vít này thôi, vít chỉnh ốc thôi. Đó, phụ kiện nó đơn giản vậy thôi. Giờ mình mở cái 2 x 2 ra coi nó sao nha. Coi nó có ngon với lại cái con của mê lông hay không. Cầm lên cảm giác rất là đậm đà, rất là đã luôn các bạn. 500 rất là mượt luôn. Cảm giác của nó ngon hơn con mê lông 2 x 2 em nhiều luôn. Đó. Mà nhìn nó cũng cái chất lượng nhìn nó rất là xịn sò luôn, cái cảm giác nó khác hẳn luôn. Rồi bỏ qua một bên, thấy con 3 x 3. Rồi nó sao nha. Đây cũng được một cái đế, cũng có hộp phụ kiện, thì nó chỉ có con vít chỉnh rồi thôi, bỏ qua bên luôn đi. Cầm vô cảm giác nó sướng hơn là cái con mê lông 3 x 3 luôn. 500 rất là đã luôn các bạn ơi. Cắt góc nè. Không, cắt góc rất là đã luôn, không hơn 4 đó. Đó, con 3 x 3 này nó cũng chỉ hơn hơn con 3 x 3 mê lông có
chút xíu à, mà cái cảm giác nó ngon hơn nhiều luôn. Đó. Rồi bây giờ tới con 4x4. Không biết khi nào thằng MF này nó sản xuất ra con 5x5 và 6x6 nữa đây. Cho nó đủ bộ luôn. Đó, cũng được cái đế như vậy thôi, không có gì khác hết. Đó, phụ kiện của nó cũng vậy thôi. À, cái cảm giác đầu tiên mình cầm vô là sướng tay hơn là con mê long 4x4 luôn đó các bạn. Đúng là MF nó làm cái con này là đáng đồng tiền luôn các bạn, không cái 500 chính giữa nó cũng mượt luôn, nó không có bị nặng như cái con 500 mà của con mê long 4x4 dòng ngoài hay là dòng giữa gì nó cũng đều mượt đều. Còn con mê long 4x4 á là cái dòng ngoài á, 500 dòng ngoài nó mượt thiệt nhưng mà cái dòng giữa nó hơi bị nặng, còn con này là nó tất cả đều mượt luôn. Đó. Màu rất là đẹp luôn. Chơi với cái vả đó không các bạn. Đó thì MF mà 2002 á đó, nó hiện tại là nó đã có được 3 em này rồi, thì sau này nó sẽ ra 5x5, 6x6 hay là những cái con nào nữa mình không biết, thì mình sẽ cố gắng mình mua mình. Nhưng mà mình cảm thấy á, là cái bộ ba này á cực kỳ ngon luôn, ngon hơn là cái bộ ba của mê long đó, ngon hơn bộ ba của mê long này luôn. Thì đương nhiên nó ngon hơn thì cái giá tiền nó cũng cao hơn đó, nó cùng đều là của một hãng Moju luôn đó, nhưng mà cái dòng này nó chỉ là dạng trung bình thôi, còn dòng này nó dòng MF này nó ngon hơn nhiều luôn đó. Thì cái giá thành của từng con nó chênh lệch nhau vài chục ngàn đó, nhưng mà nếu mà các bạn có mua, các bạn mua luôn thẳng MF này luôn nè cho nó đáng đồng tiền. Còn không á, nếu mà các bạn có điều kiện á, thì các bạn có thể mua hai bộ luôn đó. Rồi đó thì bộ MF này nè thì mình mua ở shop Rubik của anh Thịnh á, thì rất là đáng luôn. Thì các bạn nào mà không biết shop á thì mình sẽ để cái đường link vô shop ở phần mô tả đó, thì các bạn có thể vô đó các bạn tham khảo các bạn coi đó. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha, cảm ơn các bạn. Thì ở video sau á mình sẽ so sánh bộ ba này với bộ ba này, coi bộ ba nó chi tiết luôn. Rồi bye bye các bạn nha, cảm ơn các bạn xem video nha.